Đại ca ơi, đệ đã bắt đầu thèm. Đã bắt đầu thèm rồi. Giờ đã là trạng nguyên rồi mà vẫn còn uống được rượu quán nghèo. Sao đại ca? Uống. Anh Út ơi, để muốn giữ vẹn, thâm tình ngày đưa tiền của hai thằng bạn nghèo, rót rượu dặn dò nhau, rót cho đầy luôn ha. Vô đi anh. Út ơi, áo mão cân đai là biển rộng sông sâu, sẽ ngăn cách đôi bờ tình tri kỳ. Uống. Đại ca ơi, đệ xin kính cẩn tay nâng mời tri kỳ, mượn chén rượu ngày xưa cho tròn vẹn thâm tình. Rượu lạc trạng nguyên để chỉ xin gia muốn một mình, đâu dám rót làm bẩn môi người nghĩa khí. Xin gửi vào đây bằng hương vị của ngày xưa, cởi áo mão cân đai gửi cho quân hầu cận, mặc quyển áo cơ hàng để mừng bạn tương tri. Chén tương phùng đại huynh hãy uống đi, nhập chén rượu hôm nay nhớ ngày đưa tiền. Vô anh. Thảo bằng hữu. Sanh ta ra là cha mẹ, nhưng mà hiểu được ta chỉ có hiền đệ đây thôi. Đệ ơi, cởi lốp áo đa tạ do nhiều thẩm cảm, sao xuyến tâm hồn dương đồng nghĩa cô chi. Hơi rượu hôm nay úp men tình ngày cũ, sao ta nghe vẫn còn hơi hướng trạng nguyên. Rượu đã mất ngon, ta chỉ xin dám cạn dài chung nhỏ, rồi lại quay về vui cuốc bầm cài sâu. Rót cho nó đầy để coi đại ca. Đại ca ơi, uống cạn chai này rồi chai nữa. Bảy bé ơi, rượu đã cạn rồi chữa thấy say. Hôn lại thăm say tình tri kỷ, ngày mai chia biệt dặn đường. Anh Út ơi, nhìn mái tóc của anh rối bồng như mây tám hướng, đệ nè càng thấy thẹn cho mình. Bấy lâu bị ràng buộc bởi nợ cân đai, hoàng ai lớp du ơi, trọn đời đệ sẽ nhớ hoài men rượu hôm nay. Cầm bầu gõ nhịp mà ca bài cảm khai, hồn cao động đại huynh đã vượt ngoài dòng phiền tối, để còn lẩn đần cưu mang.
ăn ở công hầu. Rượu này nồng đến ngày sau, hơi men thai lách ngàn câu thâm tình. Không, không đưa dạng dầm trường đình mà nghe thương nhớ hơn nghìn núi sông. Dưới bến Kim Long con đò khuya tách rồi anh lơ. Sao cô lai vẫn ngồi trong lá úa rụng chân cầu. Yeah.
để nhớ lại ngày nào sóc bom bo còn mịt mờ trong khói lửa người bom bo sống giữa căm hờn. Phượng Trang bây giờ đổi Ngọc luôn à. Sẽ trong giai the, tức là một con hương tội nghiệp. Chưa em, chưa để chị nói. Nhà cửa gì mà giàu sang phú quý quá. Trời ơi, con em của mình nó lấy chồng mà nhà cửa như vậy sang trọng quá đi chứ. Ôi, sao pháo hồng còn rơi rải trên sân. Con nghĩ rằng là anh Tùng đã đi lấy vợ. Em ơi, trưa nắng mà ai khóc nghe nổi ốc của ngoài đầu ngõ vậy trời. Em trời nó nắng quá, sợ người ta say nắng đó em. Em ra ngoài cổng, em mở cửa, em mời người ta vô, mời nước người ta uống, chứ để trưa nắng bỏ anh ta ngoài cổng tội nghiệp.
nãy giờ thấy rên rên nổi ốc quá ha. Ra cổng, mời chị vô, mời người ta vô em. Nhà cửa gì mà trời ơi. Mình ơi Mình, cái tiếng này nghe quen lắm. Ừ. Hình như chị hai mới về em Mình ơi. Phải không mà nghe. Dạ. Đâu em ra mà đầu ngõ em coi thử coi, phải không? Trời ơi, tiếng này ghen quen lắm. Trời ơi, chị hai. Trời, từ té em. Trời ơi, chị hai mới về hả chị hai? Trời. Em chạy em muốn xuống cái quần luôn vậy đó. Nhiều. Dạ. Trời ơi, lấy chồng rồi mà tướng tá vẫn còn đẹp quá. Trời ơi, đẹp lắm chị hai. Chị hai ơi, chị về em mừng quá à. Mà chị nhận được thư của em không? Nhận được, nhưng mà đưa chị vô đi. Dạ, trời nắng em à. Dạ. Từ em dắp té. Nhà cửa gì mà rộng rãi quá. Ước gì chị lấy được em mà. Chị hai ơi, để em gọi chồng em ra em giới thiệu cho chị hai nghe. Đâu, dượng ba đâu chịu. Dạ. Mình ơi. Trời ơi, sau lưng đây mẹ em không có thấy. Em mừng quá. Em, ai tới thăm vợ chồng mình với em? Dạ chị hai, chị ruột của em đó Mình. Ủa, từ cái ngày mà anh cưới em về anh đâu có nghe chị hai, chị ba gì đâu. Chị mà chị ruột thiệt luôn hả? Dạ chị ruột đó Mình. Trời đất ơi, em giới thiệu liền cho anh. Trời ơi, nôn quá trời quá đất. Chị hai, rồi giới thiệu cho anh. Mình đứng đây đi. Nhà cửa cũng chị hai cũng có cái tung nhậu nhẹt đã quá em ha. Trời ơi, nhà em chồng em thiết kế hiện đại lắm. Chị đứng đây đi. Đâu, em giới thiệu đâu em. Dạ. Ủa, đây nè chị hai nhìn nè. Dạ em chào. Dượng ba hả? Ê em. Dạ. Chị mà chuyện sao vậy? Nhà chị ruột. Trời đất ơi, chị ruột. Xỉu. Chị em hai à, quên, chị hai. Em à. Chị hai. Chị nhìn dưỡng ba mà chị liên tưởng đến một chàng trai ở Indian đây. Trời ơi, như vậy là thua rồi. Trời ơi, chị đó, chị hai đã đi trời nắng rồi, chị đã mệt rồi, chị say nắng rồi. Điều. Mà mình còn say nắng hơn nữa. Nghe chị nói nè. Sao? Chồng của em đi không? Dạ, chồng em đẹp trai đàng hoàng lắm. Chị sung sướng lắm em. Dạ. Nhưng Diệu ơi, Diệu ơi, dầu biết em có thành hôn với mà không, dầu biết em có thành hôn với dưỡng ba đi chăng nữa, thì chị cũng ráng về dời. Cảm ơn chị hai. Để mừng ngày. Cảm ơn chị, chúc mừng xuân gia cho vui lòng của ba má. Chị cũng nở mặt nở mày dời. Dạ, bữa nay đủ bà con luôn á chị hai ơi. Nghe chị nói là Diệu. Dạ. Còn dưỡng ba đây là một thanh niên có học thức lại đàng hoàng. Đúng rồi, chồng em rất là đàng hoàng. Chị vô cùng sung sướng. Chồng đúng như hàng chị ước mong. Chị trời ơi. Chị hai ơi, chị nói chi cũng đau khổ muôn phần.
chớ nào phải đâu, người ta đang tâm phụ bà. Tại số trời biết, biết nói sao đây. Thật sự chị hai đây là ba. Sao? Nếu thương người xin dưỡng đừng, đừng. Sao? Dưỡng đừng có rút ra. Mà tội nghiệp cho em của người ta. Em biết rồi, em biết rồi. Thà chiều lời không. Diệu, Diệu ơi, em hãy nghe đây là sự thật. Trời ơi, chị hai đây chính là đây là Diệu ơi. Chị đây là vợ trước của bãi bé anh ơi. Trời ơi, bây giờ là cái này vậy là em về với bãi bé em bắt vật liệu xây dựng luôn phải không? Hôm nay là ngày của chị em của tụi tôi. Dạ. Thì em 8 tháng 3 phải không? Thì em muốn phan cái người nào cũng phan thôi. Ừ. Nhưng mà Trang, chị gặp anh bảy lời chị mừng quá. Ôi. Nói nghe nè anh bảy, anh bán xà cừ không? Nhưng mà chị nói cho Trang nghe. Sao? Ngó qua ngó lại thì chị cũng có một người yêu duy nhất thôi. Biết ai không? Ai vậy? Chị hai? Đừng trợn mắt Trinh à. Anh Cảnh hả? Hả? Không nha bà nội. Trời ơi. Thôi bây giờ nè, chị đứng đây đi. Em vô em nấu cơm cá kho tổ sao á. Em mời chị với chồng em vô ăn cơm chung. Vui. Ăn cá kho tổ? Dạ em nấu á. Ăn xong đừng nhậu luôn nha. Trời ơi đã quá. Bảy. Mà nhìn bảy thấy đã liền à.